Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì mình đang ở điện máy khai trí của thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay là mình sẽ đi mua cho chị Huyền một cái tivi để cho gia đình của chị Huyền á coi thời sự, tin tức, thôi hoạt hình và những cái chương trình của đài Vĩnh Long. Thì bây giờ mình đang tới điện máy khai trí rồi, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để mà mua cho chị Huyền một cái tivi có thể là khoảng 32 inch để mà cho chị Huyền chỉ giải trí nha. Chứ cái mơ ước của chị Huyền á là muốn mua tivi, muốn mua để mà xem chương trình á cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình hỏi mấy bạn nhân viên cho mấy bạn tư vấn cho mình coi mua tivi nào nha. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ một vòng cho mọi người coi trước là tivi ở đây là rất là nhiều và rất là nhiều hãng và rất là nhiều loại, to nhỏ lớn thì có rất là nhiều. Đây mọi người. Rồi ở đây cũng nhiều lắm nè. Đó, thì ở trong đây thì máy lạnh, máy giặt, rồi điện máy là bán rất là nhiều thứ ở trong này. Thì mình thấy là mua có cho chị Huyền là cái tivi phản như vậy là ok rồi mọi người. Chủ yếu là bắt đài thôi chứ không có cần phải xài mạng nữa. Bắt đài thôi là mình bắt cũng được rất là nhiều đài rồi. Đây thì mấy cái bên đây thì nó sẽ bự hơn. Thì nó có giá tới là 9.390.000. Cái này là tivi AVA. Mình sẽ đi sơ một vòng ở trong đây cho mọi người xem nha. Ở đây thì điện máy khai trí của mình thì bán rất là nhiều loại mẫu mã và tivi, máy giặt, tủ lạnh, rồi lo, rồi cáp, những cái đầu thu rất là nhiều. Máy lạnh luôn nha, máy quạt nè, tủ đông nè, tủ đá nè. Ở đây mọi người thấy rất là nhiều. Đó thì nếu mà cả nhà mình có nhu cầu mua những cái thiết bị điện lạnh, điện máy ha, nhớ ghé khai trí nha. Khai trí là đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết á. Máy giặt. Ok. Đây, bên đây là tủ lạnh nè. Đó. Trời ơi, cái máy giặt này quá trời luôn. Cái này là 10 triệu nè mọi người. Đủ loại hết, nhỏ lớn, đầy đủ hết. Đây, mình ở đây là một cái khuôn viên chỗ tivi. Thì bây giờ bạn nhân viên đang có khách nên là mình sẽ đợi mấy bạn nhân viên tí. Trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem. Dạ, đây là cái tivi LG nè. Cái tivi này tới 43 inch thì nó hơi to. Còn tivi này cũng 43 inch mà 7.500.000. Còn dưới đây là 58 inch. Máy này cái màn hình cong thì rất là lớn. Nên là mình dự định mua cho chị Huyền cái nhỏ nhỏ thôi. Như đây. Dự định là phải cái này mọi người. Cái này là vừa. TVB. Cái này là 4.600.000 nè mọi người. Cái này là Asanjo. Kích thước là 32 inch. Rồi Max TV, hệ điều hành Android. Cũng thích nói. À, cái này là 32 inch đúng không? Dạ Asanjo. Đúng rồi, cái này là 32 inch. À, 4.690.000. Dạ. Ừ. Với cái loại 32 inch đó thì còn những cái loại cái hiện hãng khác không hay là Asanjo dạ, thôi? À. À, A32 là em có Samsung, TCL, nói chung là có nhiều hãng lắm. À. À. Đâu em cho anh coi cái loại Samsung được không? Samsung dạ, ở đâu? Dạ Samsung ở quanh quầy bên đây. Này là 4.600.000 này, mình thấy cái này cũng ok nè mọi người. Cái dòng này anh xem nó đang là dòng xịn mắt và nó là tràn viền mẫu mới bên Asanjo á. Ừ. Dạ. Còn tràn viền là cái màn hình nó bự hơn đúng không em? Dạ nó giống như những cái điện thoại của mình mà tràn viền anh. À. Còn như mẫu này là mẫu không có tràn viền nè, nó là mẫu truyền thống của mình. Cái này cũng là 32 inch của Samsung luôn, 32T43. Cái này cũng có smart nhưng mà nó không có thiết kế tràn viền ha. À, cái này là smart nghĩa là như thế nào ta? Là mình là kết nối mạng được đúng không? Dạ đúng rồi, có thể kết nối mạng lên YouTube rồi mình có thể tải những cái phần mềm gì mình xem, nhưng mà cái này thì không có giọng nói. À không dạ. Có giọng nói. Còn cái này là có giọng nói không? Dạ 32S51. Dạ có giọng nói anh. À có nghĩa là cái remote của mình là mình sẽ nói chuyện là, dạ, đúng là rồi. Nó sẽ lên đúng không? Dạ. À cái này là cũng khuyến mãi cũng giống vậy. Dạ. Còn khi mà giống như anh mua ở đây thì mình anh lắp đặt ở dưới tâm bình đó thì khoảng mấy chục cây á. Ở đây xuống tâm bình thì tầm khoảng 20 cây. Đúng rồi mình tới ngay cái ngang á. Đúng rồi. Dạ. Thì còn cái công lắp đặt của mình là mình tính thêm bao nhiêu? Dạ, ví dụ như là lắp mà treo luôn thì phí từ ví dụ như 50, 80, 100 hoặc là không tính phí thì tùy theo cái sản phẩm mà anh mua. Ví dụ như những cái sản phẩm anh mua mà em đã giảm giá sát rồi thì hỗ trợ giùm em phí giao.
Ok. À, này là cái xăm xăm này cũng đẹp quá. Cái này là không có chạm viền. Dạ đúng rồi, cái này không có chạm viền. Đây, bên đây là cái gì? Dạ bên đây cũng là 32 inch của thương hiệu Tissell, còn bên đây là 32 inch của thương hiệu Sơn Xui. Sơn Xui. Sơn Xui này là của cũng công nghệ của Nhật á. À. Dạ. Đẹp quá. Sum sum này là 6.7 triệu, 6.8 triệu. Còn bên đây là 5.1 triệu TCL. Dạ, TCL. À. TCL thì anh xài chế độ bảo hành của nó là 3 năm. TV này cũng là Smart TV luôn. Dạ, cũng có lên mạng luôn á. Ừ. Rồi, đây nhiều mẫu quá. Đây là 43 inch nhưng mà giá nó rẻ hơn cái trên. Dạ, cái này Smart, cái này là bên em là con này là con giải phóng hàng tồn. À. Dạ. Giải phóng hàng tồn. Rồi, ở đây mình có bán anten rồi đúng không? Dạ có. À, vậy là anh mua cái này là anh muốn bắt đài là mua cái thêm cái anten để bắn lên. Dạ. À. Rồi, thôi bây giờ anh sẽ chọn cái này đi ha. TV Asanjo vô xong rồi mua thêm một cái anten nữa. Dạ. Rồi phí lắp đặt như thế nào đó rồi em cộng vô. Dạ. Rồi, mình làm cái quy đơn giùm anh ha. Rồi bây giờ anh lấy thêm một anten rồi con lắp đặt của anh là tổng hết là bao nhiêu em? Dạ, lấy thêm một anten con nó là 100.000 là phí hỗ trợ phí treo khung cho mình á. Còn khung treo thì bên em tặng là tổng của mình là 4.890 anh. Rồi ok, anh gửi em 5 triệu ha. Dạ, em đếm ha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Rồi cho anh xin cái hóa đơn luôn nha. Dạ rồi. Rồi cái này là anh ghi cái gì? Treo khung. Có ai có 2 tờ 100.000 cho em. Rồi cho em tranh à, chúc anh có về nhà của cái đúng rồi anh về trước thì anh đem theo giúp em cái anten về trước ha. Rồi ok được ha. Dạ. Về dưới anh sẽ kiếm cái cây trước đúng không? Dạ mình kiếm cái cây trước nha, đặng có gì phải vô làm dựng anten cho nó nhanh. Rồi anh gọi 100 món ha, còn đây là hóa đơn của anh nè. Hóa đơn của anh có mặt đỏ đàng hoàng như cái gì. Rồi tổng là 4.890. Dạ đúng rồi. Rồi ok cảm ơn nha. Chị gửi là anh sẽ thành viên chứ mình. Dạ, trên xin số điện thoại của anh đi nha. 0907 0907, dạ 617 617, dạ 877 877. Đó thì quý ông bà của chú anh chị ở Vĩnh Long thì có mua những cái thiết bị điện máy thì nhất định là phải ghé điện máy Khai Trí ở đây nha, rất là nhiều tủ lạnh, tivi, máy giặt, máy lạnh, rồi những cái vật dụng điện máy ở đây, những cái đồ điện máy ở đây rất là nhiều luôn, rất là nhiều loại, rất là nhiều giá và đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Và hiện tại thì đang có những cái chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn luôn, thì mọi người đến đây để mà tham quan, để mà mua sắm gia đình của mình nha, rất là nhiều. Trời ơi thôi, thì nãy giờ mình đi rất là nhiều mà chưa có hết nữa đó, còn ở trên lầu nữa đó mọi người. Còn ở bên đây thì máy nước nóng nè, rồi máy quạt nè mọi người, rồi quạt đứng, rồi quạt hơi nước, rồi kêu bằng là những cái nồi này nướng nè, những cái lò nướng, lo nè, trời ơi, rồi máy xay xương tố nè, rất là nhiều hãng, Panasonic, Awa, Samsung, phải nói rất là nhiều, đây có bếp ga luôn nha, phải nói là vô đây là mua sắm ở trong nhà là không có thiếu thứ gì hết, dạ, âm ly, lo, thùng bát, rồi chảo chống dính nè, lớn nhỏ đồ đều đủ hết, rất là nhiều, nên là mọi người mua sắm thì nhất định ghé đây nha, Khai Trí. Ủa em, địa chỉ của mình đây là cái đường gì em? Dạ, số 12 A Hoàng Thế Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 19 A, đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Ok. Dạ, còn nếu như mà khách ở gần khu vực Trà Ôn thì em có một địa chỉ nữa là ở ngay khu phố chợ Hụ Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long. À, dạ. Ok, đúng rồi, anh nhớ ở Hụ Thành có một cái nữa, nhớ rồi, ngay cái chỗ chợ luôn. Dạ. Ừ. Rồi đây là mua cái nồi cơm điện là cũng có luôn nha. Em là cái này là cái gì em? Dạ, cái đó là nồi chiên không dầu đó anh. Dạo này nồi chiên không dầu đen hot, làm mưa làm gió luôn á. Tại vì mình chiên á là nó thứ nhất là nó sẽ không có dầu thì ăn nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Dạ. Đặc biệt là dành cho phụ nữ mà giảm cân hoặc là người lớn tuổi mà sợ bệnh tim mạch đâu đó. À. Thì mình nên mua những cái nồi. Của em là mình chiên là dầu nó gớt đi đâu? Dạ không có dầu luôn á. Không có dầu luôn hả? Đúng rồi, vậy mà lại vẫn chiên được luôn hả? Đúng rồi, ví dụ như cá, tôm hay là thịt gì đó mình cứ để vô đây. Sau đó mình đậy lại, rồi mình điều chỉnh nhiệt độ và thời gian. Hay quá vậy. Dạ. Giống như mình chiên con cá lóc thì bỏ cá lóc ở đâu? Khi nào
ví dụ mình ướp con cá sẵn hết đi rồi cái mình sẽ để vô đây để lại xong rồi sau đó mình sẽ bật thời gian nhiệt độ, ví dụ như con cá lóc thì nhiệt độ thấp thôi tại vì cá thì nó mau chín. Đúng rồi. Rồi mình bật tầm 10 phút rồi sau đó mình sẽ mở ra xem, rồi mình sẽ trở bề lại mình làm thêm một lần nữa để nó chín đều hai bên. Đặc biệt là bữa giờ anh có coi TikTok là thấy người ta sử dụng nồi chiên không dầu để làm mà heo quay á. Đúng rồi. Là bằng cái nồi này nè. Ôi hay quá ha. Bởi vì anh thấy lạ lạ nè. Còn này là cũng vậy luôn em. Cũng vậy luôn mà nó là thương hiệu khác, có thể tính nó sẽ lớn hơn. Cái này thì 3.6 lít, còn cái này là 5 lít mấy, cái này là 4.5 lít. Hay quá ta. Còn dưới đây là cũng vậy luôn em. Dạ, cái này là cũng vậy luôn. Trên này là của Sinhao, còn dưới này là của Asanjo. Dạ. Đó thì giá nó cũng không có đắt lắm đâu, một triệu tám năm mươi. Thì hiện tại là Khai Trí đang có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi, thì mọi người nếu mà đang cần mua những cái thiết bị điện máy thì nhất định là ghé ở đây nha. Nè, khuyến mãi rất là hấp dẫn luôn, 2.90 triệu rồi còn 1.390 triệu thôi. Đây là cái tivi cỡ lớn luôn nè, cái này là tivi Samsung QLED này. Cái này là phải nói là mình đứng ở đây á, là cái người ở trong cái tivi này nè bự hơn cái người của mình ở ngoài luôn đó. Còn đây là cái tivi LG, cái này là tới 79 inch. 79 inch là độ phân giải là Ultra HD 4K luôn mọi người. Nhưng mà hiện tại là Khai Trí đang có chương trình giảm giá là còn 49.900.000 thì cũng khoảng 50 triệu thôi. Có TV 4K rất là lớn ở đây. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển về nhà của chị Huyền để mà chuẩn bị lắp đặt cái TV.